Sáng 24 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc ba bà cháu tử vong tại nhà thuộc khu phố Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người trong gia đình nạn nhân đi làm ca đêm về thì phát hiện ba người thân tử vong tại nhà. Trên người các nạn nhân có những vết thương. Ba nạn nhân là bà Đào Thị Thu Cúc sinh năm 1965, Trần Thị Huỳnh Nhi sinh năm 2002, Nguyễn Thị Bảo Ngân sinh năm 2012. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra. Những người hàng xóm cho biết trong đêm họ có nghe tiếng động mạnh phát ra từ nhà nạn nhân. Hiện những người thân của gia đình trên đang cung cấp lời khai để Công an tiếp tục điều tra vụ việc.